hello xin chào tất cả các bạn à, chúc các bạn có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui nha ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái mẫu xe jupiter fin một cái sự thay đổi mới à, về cái mẫu xe cũng là tên gọi jupiter nhưng mà mẫu xe jupiter fin hoàn toàn được lột xác khác về ngoại hình với mẫu xe jupiter fin các bạn Thì, à, mẫu xe jupiter fin nó có hai phiên bản cho các bạn lựa chọn luôn phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn à, phiên bản cao cấp đó thì nó gồm bốn màu à, các bạn phiên bản cao cấp là da yên nó màu nâu và nhựa nhám màu nâu và nhựa bóng là chỉ phối một màu hơn các bạn còn phiên bản tiêu chuẩn là à, nó gồm ba màu và nó phối giữa màu hai màu các bạn màu bóng phối hai màu còn màu nhám thì à, phối màu đen các bạn phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản cao cấp các bạn dễ phân biệt lắm da yên màu nâu là phiên bản tiêu chuẩn da yên màu đen là phiên bản cao cấp các bạn và một cái nữa mình thích ở mẫu Jupiter Fin là được trang bị phanh OBS các bạn khi mà các bạn đạp phân sau thì nó sẽ can thiệp luôn phanh trước các bạn bô xe của Jupiter Fin được thay đổi một cái mẫu bô hoàn toàn mới à, bô nó to hơn cái tiếng bô các bạn nghe kỳ là hay luôn và cái xử lý khí thải Ego 3 luôn nghe các bạn tất cả các phiên bản của Jupiter Fin đều là bánh mâm hết các bạn đây mình sẽ quay cho các bạn xem nè tất cả các phiên bản Jupiter là bánh mâm không có bánh cầm các bạn à, bánh mâm niền à, là 17 nhân 1.4 các bạn thì trước và niền sau bằng nhau nghe giỏ à, trước là 70 à, 80 17 và sau là 80 90 17 nha các bạn. Dĩ sử dụng giỏ ga Messy các bạn. À và kèm theo đó là cái màu sơn của Jupiter của phim à, phiên bản cao cấp nó sẽ có bốn sự lựa chọn cho các bạn luôn. Như là màu mình đang lên cho các bạn là màu xám xi măng các bạn. À, nhiều bạn hay gọi là màu xám cũng được các bạn. Là màu bóng nha các bạn. À, được phối liền nguyên xe là một màu một thôi các bạn. À, phiên bản à, cao cấp còn phiên bản tiêu chuẩn là như là màu đen xám nè, đỏ xám và màu xanh xám đều phối với màu xám các bạn. Còn phiên bản cao cấp là phối một màu một bạn. Cho nên đó à, có hai sự lựa chọn các bạn. Các bạn thích trong phiên bản cao cấp thì các bạn cứ lựa phiên bản cao cấp. Còn các bạn nào thích mẫu tiêu chuẩn thì à, cứ lựa mẫu tiêu chuẩn. Thì hai phiên bản này nó chênh lệch với nhau à, không quá nhiều các bạn. Và phiên bản cao cấp mình đang quay cho các bạn là 28 triệu 500 và phiên bản tiêu chuẩn là 28 triệu nghe các bạn. Giá đó là chưa biển nghe các bạn ở mẫu xe Jupiter phim á thì à, nó có nhiều cái à, về à, gọi là chơi với khen các bạn. Tại vì á à, một cái mẫu xe à, cho về ngoại hình nó à, nó trung tính, nó thích hợp mọi thành viên trong gia đình các bạn, nam nữ ai cũng sử dụng được. À, cho nên nhiều anh em hay à, nhiều anh em chơi và nhiều anh em cũng khen các bạn. Tại vì mẫu xe Jupiter phim là một cái sự thay đổi mới cho nhiều sự lựa chọn đến anh em. À, mẫu xe Jupiter phim thì nó nghiêng về cái bầu các bạn nó bầu nó tiện dụng hơn à, cớp gọng nè có học chứa đồ trước nè và được thay đổi về cái à, bề ngoài là dàn áo các bạn nó cứng cáp các bạn chạy nó không có bị tè bị rung nha các bạn pha đèn trước thì cũng thay đổi các bạn được làm pha đèn nó nhỏ hơn và một cái khối pha đèn không có đường cắt giữa như những mẫu Jupiter như FI nha các bạn đây mình sẽ quay phần sau cho các bạn xem nè ốp đầu thì được bắt ốc và mắp luôn các bạn, khá là cứng cáp cho nên các bạn chạy cứ yên tâm về cái mẫu xe Jupiter phim ít có bị gè lắm các bạn. Chỉ có cái viền đồng hồ trên được phối màu đen thôi các bạn, còn tất cả màu lại chỉ có hai màu thôi, màu nâu và màu xám của sơn bóng của xe thôi các bạn. Thì ở mẫu xe Jupiter Fin là mới được bạn Dẫn sử dụng là đồng hồ analog các bạn, hiển thị đầy đủ tính năng luôn, báo từng cấp số cho các bạn nè km xin nhan trái phải tách gời ra nghe các bạn và mẫu xe Jupiter phim nó có thêm một cái đèn nữa là đèn báo bình ác quy các bạn khi mà bình ác quy các bạn yếu thì nó sẽ báo cho mình biết mình đi sạc luôn các bạn khá là tiện dụng luôn các bạn và kim báo xăng chở gì không các bạn không như phiên bản trước nha các bạn bật khóa xăng tới đâu thì kim báo tới đấy tắt khóa thì chở gì không chứ không như mẫu xe Jupiter trước các bạn tắt khóa mẫu khóa gì xăng ở đâu nó nằm vị trí đấy và đặc biệt thêm một cái nữa là sau 2024 này các bạn thì tất cả các mẫu xe mới hiện nay là không có nút tắt đèn nha các bạn. Các bạn muốn gắn nút tắt đèn thì các bạn phải gắn thêm công tắc nha. À, người ta có chừa một cái khoảng cho mình gắn thêm uh, công tắc. Khá là đẹp luôn các bạn. Nhựa nhám nó màu nâu cực kỳ là đẹp luôn. À, nhiều bạn hay thích những cái màu nâu này các bạn. Và có một cái hộc đồ nhỏ uh, chứa đồ khá là tiện dụng các bạn. Các bạn có thể để được khá là nhiều đồ luôn. Uh, một cái bình nước nhỏ cũng được các bạn. Nó sâu lắm các bạn. Nó sâu chắc cũng phải tầm hai uh, tấc các bạn và để được khá là nhiều đồ khẩu trang nè kiến nè hoặc những bình nước nhỏ cũng được và dân à, dẫn sử dụng là chìa khóa dẹp các bạn bốn trong một nha mở yên nè phá cổ phá từ mở khóa đó da yên là da yên màu nâu nè các bạn da da yên màu nâu là phiên bản cao cấp các bạn da yên màu đen là phiên bản tiêu chuẩn các bạn và cái da yên của Jupiter Fin các bạn ngồi nó sẽ bám nó không có bị tuột như những mẫu xe khác các bạn cốp thì cũng khá là rộng các bạn tại do cái xe Jupiter fin này nè về kiểu dáng nó bầu các bạn cho nên cái cớp khá là rộng à, các bạn để được khá là nhiều đồ luôn như nón bảo hiểm nửa đầu nè áo mưa áo khoác à, hoặc những cái dụng cụ mình đi làm cũng được các bạn xe nào có cốp là nó tiện dụng các bạn mình đi làm nó thoải mái lắm các bạn sau khi mình muốn để những cái vật dụng cá nhân của mình cũng được bơm xăng nó nằm trong nghe các bạn và ở mẫu Jupiter fin đó thì à, cái miếng đỡ bơm xăng nó làm bằng mũ bằng nhựa luôn các bạn, không như mẫu Civic FB thì là làm bằng cái miếng nhựa mềm các bạn. Đây mình sẽ quay yên thì nó mỏng thôi các bạn. À, mình lên xuống chống chân cực kỳ là thoải mái ở mẫu xe tơ Finn các bạn. Chiều cao yên chỉ có là 775 mm. À, khá là lý tưởng luôn các bạn cho mình sử dụng xe à, khi mà mẫu xe nào á mình chống chân thoải mái thì mình chạy nó an toàn hơn các bạn. À, những cái mẫu xe mà mình nhón nha đèn hậu sau thì được làm nguyên khối đèn hậu to các bạn tại vì mẫu xe dùng tôm phim nó bầu cho nên khối đèn hậu nó to nó nghiêng về uh, gia đình hơn là những mẫu xe thể thao thể thao thì được làm cái mẫu đèn hậu nó nhọn các bạn và cái uh, đèn này các bạn như đèn sinh nhan nè học khá là to và cái đèn uh, stop á, thì mình uh, thắng mình báo hiệu cho người ta dễ dàng người ta nhận biết được luôn các bạn tiền liệt uh, mức tiêu hao nhiên liệu mà nhiều anh em quan tâm nhất ở mẫu xe Jupiter phim chỉ có là 1.64 uh, trên một 100 km thì uh, khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn và một lít mình có thể chạy ngoài 60 cây nha 60 đến 65 cây số nhưng mà tùy cách sử dụng của mỗi bạn nha uh, Tại vì mình sử dụng đi làm khác nè uh, nhiều bạn chạy công nghệ hoặc mình chở hàng thì nó sẽ khác nha các bạn nó kế sẽ... uh, tiếp mình sẽ uh, quay cho các bạn cũng là màu xám đó các bạn nhưng màu xám ở đây là xám nhám nha các bạn ngày hôm nay mình lên hai màu các bạn tham khảo mà cũng ở phiên bản à, cao cấp luôn em bạn à, màu xám nhám được phối nguyên xe là màu nhám hết khá là đẹp luôn bạn tuy trong hình là vậy nhưng ở ngoài các bạn nhìn mẫu xe Jupiter tờ phim cực kỳ là đẹp luôn nam nữ đều sử dụng được hết các bạn nữ chạy cũng sang các bạn nam cũng được ở mẫu xe Jupiter phim á tại sao mà mình giới thiệu cho các bạn về cái mẫu xe giá thành hợp lý nè mình chạy là bền nè để cho các bạn có thể lựa chọn à, mình sử dụng đi làm nhất là anh em đa số anh em mình là anh em công nhân thì mình đi làm nó tiện dụng hơn những cái mẫu xe mắc tiền các bạn mẫu xe mắc tiền thì cái chi phí sửa chữa thay thế thì nó phải đi đôi với cái giá xe các bạn cho nên mình giới thiệu những cái mẫu xe nào mà mình thấy à, cảm giác tốt nhất để cho các bạn sử dụng đi làm đi chơi đều được nhé và mình tại sao mà mình à sẽ mình chia sẻ những cái nào hay đến các bạn tại vì mình cũng đang sở hữu một em nó mình sở dụng hữu gần 2 năm rồi mình chạy cực kỳ là im luôn các bạn à, sơn thì dùng mình đi tăng nè mình thay nhất thường xuyên đúng định kỳ nè các bạn và xe chạy cực kỳ là im nó không có bị ghè và áo luôn các bạn tiếng bô các bạn nghe ở mẫu xe YouTube phim cực kỳ là hay luôn cái bô cổ bô lớn nha bô nó thông nhưng mà nó chuẩn ngay qua luôn các bạn xử lý cái thải luôn á mẫu đầu là được phối màu màu xám nhám nè các bạn cực kỳ là mịn luôn bạn nào mà thích màu nhám thì mình có thể chọn màu nhám chọn màu bóng cũng được à, nó có hai sự lựa chọn cho các bạn á còn về cái đèn pha này dễ các bạn sử dụng bóng halogen à, mình dễ dàng thay thế mình thích bóng nào mình thay bóng nấy các bạn hiện nay có những cái mẫu bóng led khá là sáng luôn các bạn không cần chế cháo gì ở mẫu xe jupiter fin này nha các bạn mua những cái mẫu bóng đèn led á mà nó có cái giác sẵn các bạn chia gắn vô các bạn ghim vô sử dụng thôi à, hạn chế mà các bạn cắt nối dây điện nha lâu ngày nó sẽ bị oxy quá đó và wow. mẫu xe Jupiter Fin á về cái mặt nạ trước thì cũng khá là đẹp các bạn là nguyên cái khối đèn nó gời nghe nó không có liền các bạn chỉ có là cái yếm mặt nạ trước là nó liền từ trái sang phải thôi còn yếm là gời à, nhanh trái phải nó gời nhau và kèm theo đó là có cái đèn sương mù nữa các bạn các bạn nào mà thích bóng màu bóng led mình có thể chế cho nó đẹp cũng được các bạn và mẫu xe Jupiter Fin đó, các bạn muốn gắn gỗ thì cũng dễ nó có cái bát sẵn ở trong rồi các bạn chỉ cần khoan thêm một cái con ốc trên là các bạn có thể gắn gỗ được rồi nhé người ta có chế ốc sẵn cho mình hết rồi đó các bạn đây cái miếng uh, y uh, cái miếng chịu hai cái xi cho nó liền nhau các bạn mà rơm đây dãy đèn xi uh, là nằm trên đèn sương mù là nằm dưới nha các bạn khá là đẹp luôn các bạn cái tem của xe Jupiter Fin thì cũng đơn giản thôi các bạn à, được phối một cái tem chữ là Jupiter ở sau là cái tem uh, Jupiter Fin mà rơm khá là đẹp luôn các bạn nhìn nó liền các bạn về dàn áo của Jupiter Fin đó, thì nó vừa gài móc luôn các bạn và vừa bắt ốc luôn xe nào mà bắt ốc càng nhiều thì cái dàn áo nó càng chắc và ít mảnh ghép thì nó sẽ chắc hơn các bạn nó liền các bạn mẫu xe Jupiter Fin thì nó liền nó ít mảnh ghép hơn các bạn hơn mẫu xe Jupiter Bi thì mẫu xe Jupiter Bi à, là một đàn anh các bạn nói về mẫu xe Jupiter Fi thì à, mình về dàn chân thì à, tất cả các chi tiết trên xe thì gọi là đẳng cấp rồi các bạn còn mẫu xe Jupiter Fin thì cái giá thành nó rẻ một tí à, nó có một cái sự thay đổi thì ví dụ bạn nào mà thích mẫu nào mình cứ chọn mẫu đấy thôi giá cứ gia yên màu nâu à, nhựa nhám màu nâu là phiên bản cao cấp các bạn dễ phân biệt lắm à, đôi khi á, mình mua xe mà mình không biết phiên bản đó là phiên bản gì người ta nói mình cũng không biết nữa cho nên mình giới thiệu cho anh em để anh em có thể tham khảo trước khi mà anh em mua xe đôi khi mình ra cửa hàng á, người ta giới thiệu từng phiên bản mình không biết mình bỡ ngỡ á, mình có thể tham khảo trước cũng được các bạn nhựa màu nâu khá là đẹp đúng không bạn chỉ có mẫu xe Jupiter fin là mới có nhựa nhám màu nâu thôi còn tất cả các mẫu xe số phổ thông thường là nhựa nhám màu đen hết các bạn nhiều khi mà anh em mình muốn màu này anh em mình mất đi sơn lại muốn tốn tiền còn hiện nay người ta đã chế sẵn cho mình người ta đã sản xuất sẵn cho mình mình mua về mình cứ sử dụng thôi các bạn cực kỳ là hiện đại luôn các bạn được bố trí những cái học như là từng cái dãy số báo số nằm trên là một hai ba bốn mo là bàn xi nhan thì trái phải À, chính giữa thì km còn bên tay trái của mình là cái học ở dưới uh, km đó là đèn có pha nè đèn bảo bình nó quy yếu nè các bạn và thêm bên tay phải là cái đèn uh, báo lỗi fi luôn các bạn tất cả các mẫu xe mới hiện nay hầu như là nếu mà xe mình có lỗi về hệ thống luật xăng đó, là nó sẽ báo fi cho mình biết luôn các bạn nó dễ dàng uh, mình nhận biết được hơn những cái mẫu xe hồi trước luôn các bạn các bạn nhìn nguyên tổng thể cái mẫu xe Jupiter phim khá là liền luôn các bạn. Các bạn nhìn từ cái 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 dàn áo này, nhìn cái nhựa này các bạn, nó khít đi với nhau luôn. Cho nên uh, mình thấy cái mẫu xe Jupiter này nó tốt á, thì uh, mình giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể trải nghiệm. Tất cả các mẫu xe luôn các bạn, mình phiên các bạn nên uh, chú ý về thứ nhất là động cơ là về nhớt, với thứ hai là cách sử dụng nha các bạn. À, các bạn đi xe nhất là những bạn nữ á, đi là hay đi số 4 lắm các bạn kéo lắm cho nên bố nồi nó mau xuống. Với đôi khi các bạn mà thay nhớt kém chất lượng á, nó cũng sẽ làm mau mau chai cái mặt bố của mình các bạn. Đó. Cho nên à, mình chăm nó một tí thì nó đỡ tốn chi phí cho mình thôi các bạn. Khá là đẹp luôn các bạn. Nhìn nó liền các bạn, nó có ở phiên bản cao cấp này thì nó có màu xanh nè. À, màu vàng này các bạn màu xám nè màu bạc và màu xám nhám mình đang quay với các bạn thêm hiện nay là nó thêm uh, màu mới nữa là màu trắng này các bạn màu xám xi măng nè đó còn ở phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ có ba màu phiên bản tiêu chuẩn các bạn dễ biết lắm à, như là màu đen xám nè à, xanh xám và đỏ xám đều phối với màu xám hai cái yếm ở trong này các bạn hai cái yếm ở trong sau cái ốp ổ khóa là màu xám các bạn các bạn ơi nếu mà yêu quý ở hai mẫu xe này thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.